Hello, đam mê câu cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Hôm nay mình cùng với lại các bạn bóc hộp cái cây cần IG X-Mark2 7.2 nha các bạn. Thì hôm nay là cái sản phẩm này mình thấy cái dòng IG này á, nó diều cá và nó giữ cá giữ dây trục thẻo rất là tốt nên mình rất là thích, nên mình sẽ đặt thử một cây 7.2 X-Mark2 của IG. Cây này có độ độ cứng là 6H, 5H rưỡi 6H gì đó, phân bố lực là 28 đó. Đây đây là mua ở đồ câu Đức Tình nha các bạn. Đây cho khách xem hàng nha. Đó, nếu mà khách là có shop mà có sale xem hàng á, đồng kiểm á, rất là thích nha. Là cần này về hồi chưa, nhưng mà mình đi làm rồi thì chiều lại shipper mới gửi nhà cho mình, thì sẵn điện điện đây mình quay video mình review lại cho mọi người cùng xem đó. Rồi bây giờ mình sẽ bóc tem cái khui khui cái cần ra cho mọi người cùng xem nha, không biết nó sẽ bên trong sẽ như thế nào. Cắt cái chỗ cái bao da là trước đi, cắt nhẹ nhàng thôi tránh tình trạng nó bị tổn thương đến cái bao. Mình tính sử dụng cái cần này để mình câu cá chép và cá chấm mà các bạn. Nói chung là chỗ mình nó cũng ít có hồ lớn để mà săn hàng, mình để mà thích săn hàng thì mình có hỏi ông bạn mình hay câu á, thì ông nói là có chỗ để câu cá chép và cá chấm chấm trắng á các bạn. Thì mình quyết định là mình sẽ dùng cái cần này mình trải nghiệm thử câu cá chép trắng, cá chép và cá chấm trắng bằng một bắp đó các bạn, bắp ủ thử coi như thế nào. Đây là cái bao cần, bao cần 7.2 tặng cho mình một cái vòng, một cái nhẫn đó các bạn. Một cái nhẫn nha, cứ cả lớn như vậy. Ok, chống trôi cần. Đây IG X Mark 2, IG Mark X2 nha các bạn. Đó, Mark X2 nha. Đây là cái vỏ của cái cần. Rồi, cho qua bên đi, sẽ khui những vật chính của chúng ta ngày hôm nay ra cho mọi người cùng xem. Đóng gói rất là kỹ luôn, chắc chắn nha. Nhưng mà chính chúng ta sắp ra, sắp lộ diện. Hào hức quá các bạn. Hôm nay các bạn cùng với mình bóc tem cây cần này ra nha các bạn nha. Đây, đây là cây cần nha. Đẹp quá các bạn. Đó. Một cái ngọn phụ nha các bạn, săn hàng nha. Đây, tặng được một cái ngọn phụ nè. Đó, săn hàng nha. Đó, ok, ngọn này có một ly mấy á, mình cũng xem chưa rõ nữa. Đây, đây là trên đầu gần nó có quấn có tem bảo hành nè, nó có IG nha. Mình thì mình thích ít khi câu đài, nhưng mà mình đã dùng cần câu đài rồi á thì mình sẽ dùng những cái cần mà chính hãng, những cái cần mà của những cái hãng mà nổi tiếng á đó. Như vậy là cái cần này là bảo hành cho chúng ta là 3 lóng trọn đời trong 10 năm. Đây. Các bạn, đây là của thế giới fishing đó, thế giới fishing này đó. Các bạn cào này ra, các bạn gửi tin nhắn SMS như trong đây này, Huy nè. Đó, như vậy là kích hoạt của hành thành công nha. Đó, hành 3 lóng rồi mà mình hành này thôi chứ mình nghĩ là mình câu không bao giờ gãy nổi. Đây, đây là cái đối trọng, cái đầu
của YG. Đây. Đây. YG. Đó. Một cây cần màu xám đen rất là đẹp. Đây, có vòng chống nổ trên đầu nha. Đây. Ngọn săn hàng. Đó. Ngọn săn hàng nha các bạn. Tí nữa mình kiểm tra sau. Cái vì con giờ này cũng 11 cái mấy rồi. Đây cần quấn một lớp băng keo rất là kỹ nha. Chứ chưa có khui nha. Trên thân cần có đề chữ YG ở đây nha các bạn nha. Đây. YG ở đây nha. Đây. Đây là size 7m2. Nó Max X2. Còn đây là cái đối trọng của nó nha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng các bạn bóc tem đem nó ra. Đó. Nói chung là thông số của nhà sản xuất đưa ra là cái cần này nè nhất tỉnh được 7 kg. Đó các bạn nha các bạn. Tại tỉnh cái cần này là 7 kg. Mà mình nghĩ là bảo hành lóng trong 3 lóng trong vòng 10 năm. Chứ mình nghĩ mình câu không bao giờ gãy nổi cái lóng cần đâu các bạn. Mình người ốm yếu chứ không có mạnh mẽ đâu. Mình cố gắng mình mua những cái cần mà to lực lưỡng vậy này để mình tập tạ. Đó, vừa câu cá vừa tập và cho cơ thể của mình nó khỏe mạnh, nó chịu được những sức nặng ngàn cân đè lên người. Đó các bạn, tránh đó là cách nhất để chúng ta khỏi phải đi tập tạ. Đó. Ok, đã bóc tem em nó thành công. Rất là đẹp nha các bạn nha nè. Rất là đẹp nha, một cái cần đến tới nhà của YG rất là đẹp nha các bạn nha. Rồi giờ xem bên trong thế nào. Đây là cái đít của cái cần YG Max X2. Đó. Cái trọng cũng tương đối là nặng á, cũng vừa á. Đây có một lớp để bảo vệ cái khỏi bị va đập. Đó. Đây là cái đóng của cái cần. Đây để mình xem thử coi cái phôi của nó như thế nào. Đây các bạn, đây là phôi của cái cần. Đó. Trên mỗi cái cần nó có đều chữ thông số nha. Nè, X2 nha. 5.46 nè. 31 -11.4 nè, đó. Mỗi cái nó đều có một cái thông số khác nhau nha các bạn nha. Lóng 3, lóng 4, 5, lóng 6. Cái cần 7.2 này nó có 7 lóng hay sao á, đúng không? 1 2 3 4 5 6 lóng ngọn nó là 7 lóng. 7 lóng nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ gắn thử cái nhẫn của cái cần. Nhẫn chống trôi nha các bạn, chống trôi cần. Xem thử coi nó có ok không. Giờ cái này một cái nhẫn mình mua của cần YG nhưng mà nó không có kèm theo cái nhẫn của YG nên shop đã tặng cho mình một cái nhẫn của gai Ude. Này thấy không nè, Ude nè. Một cái nhẫn của dòng cần Ude nè. Đó, mình sẽ cho nhẫn này vào. Rồi. Để cho nhẫn này vào. Không biết gắn dừa không đây. Dừa các bạn. Đây. Nhẫn gắn dừa nha. Đó. Đột tốt luôn rồi các bạn ơi. Cái nhẫn nó cũng khá là lộng các bạn ơi. Mà không sao. Để mình thiết kế lại. Tại vì nó không có cái nhẫn của cái cần á nên shop đã tặng cho mình một cái nhẫn. Về nhà để mình kiếm gì đó mình bó cái đít cần này lại. Về gắn cái nhẫn này vô nữa là vừa y luôn, gắn ở đây nó vừa y luôn. Đó. Nhẫn chống trôi thôi để săn hàng. Đó, gắn ngay cái này nè, đó, ngay chỗ chữ mà Max X2 nè, đó. Chừng một khúc như vậy tay cầm vậy là ok rồi. Câu cá chấm cái đồ nó cái chép ok rồi. Đó ok. Thì nói chung là ngày hôm nay là mình quay video lại cho mọi người xem để mình cùng với các bạn bóc tem cái cần YG Max X2 này.
cho mọi người cùng xem thôi. Đó, các bạn ai đã sử dụng cái cần này rồi thì hãy để lại comment để cho mình biết. Và các bạn yêu thích cái video này hãy hãy cho mình xin một like và chia sẻ cái video này với cả mọi người cùng xem nha. Ok. Chung lại là mình cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình nha. Mọi người yêu thích hãy ấn like, share, đăng ký ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ chào tạm biệt mọi người nha.